Dạ, tài năng cuối cùng của em là chơi guitar. Đờn không mà là vừa đàn vừa hát. Sở trường của em là đờn không ra tiếng. Đờn không ra tiếng. Dạ, điểm mạnh của em là điểm yếu. Hả? Rồi em có muốn bạn trai em quan tâm đến em không? Dạ muốn, nhưng mà đừng có quan tâm gì quá. Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Dạ muốn có bạn trai. Đô nhậu mạnh chút. Đô nhậu mạnh một chút. À, ở đây có ai có nhậu mà? Dạ có. Mấy, mấy lon? Đô nhiêu nè? Bất tử. Đô bất tử. Bên đây sao? Dạ em biết nhậu. Mấy lon? Ai nhiêu em nhiêu? Ai nhiêu em nhiêu? Mối tình thứ hai, quen xong rồi chia tay, cũng bị người thứ ba. Rồi, trời người ơi. Thứ ba luôn. Nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó. Trời hả? Rồi. Em là ta nói không bao giờ uống hai lần nước cho một dòng sông, còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn đúng không? Gái gái đỏ nè. Em rồi. Gu của em là anh gái đỏ. Gu em là anh gái đỏ. Thẳng thắn vậy. Thẳng thắn vậy. Tại vì em đang tìm một người gu như vậy, em phải nói gu em như vậy chứ.